Phụ lục 1. Ý nghĩa của chỉ trừ ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp. Một luận đề của tông học tịnh độ. Một la mã ngũ nghịch bán pháp chỉ trừ nhiếp thủ. Người tội cực nặng phạm ngũ nghịch phỉ bán pháp, bản nguyện Di Đà có cứu độ không? Trong Đại kinh nguyện thứ 18 nói Bất luận người nào chỉ cần niệm Phật, nhất định vãng sanh cực lạc, chỉ trừ tội ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp, lấy ý. Quán kinh, hạ phẩm, hạ sanh nói: Người ác ngũ nghịch, lúc lâm chung niệm Phật, vãng sanh cực lạc, diệt trừ quả báo sâu nặng ngũ nghịch, lấy ý. Cùng là ngũ nghịch Đại kinh thì nó chỉ trừ, quán kinh nói nhiếp thủ. Trái nhau như vậy, các bậc đại đức xưa kia quán triệt hai kinh có 16 nhà. Nhưng sự giải thích của Tổ sư Đại sư Đàm Loan và Thiện Đạo là nổi tiếng nhất vì nó viên mãn nhất, vừa khế lý vừa khế cơ. một Thuyết đơn phức của Đại sư Đàm Loan Câu hỏi đáp thứ hai và ba trong tám câu hỏi đáp cuối quyển thượng trong vãng sanh luận chú vãng sanh luận chú trang 65 nói hỏi kinh vô lượng thọ nói người nguyện vãng sanh đều được vãng sanh chỉ trừ ngũ nghịch và phỉ bán chánh pháp kinh quán vô lượng thọ nói người phạm ngũ nghịch thập ác đủ các bất thiện cũng được vãng sanh hai đoạn kinh trên hiểu như thế nào Đáp Một kinh cho rằng đầy đủ hai tội nặng Một là ngũ nghịch Hai là phỉ bán chánh pháp Vì hai tội này cho nên không được vãng sanh Một kinh chỉ nói tạo các tội thập ác ngũ nghịch Chứ không nói phỉ bán chánh pháp Vì không phỉ bán chánh pháp cho nên được vãng sanh Hỏi Giả sử một người có đủ tội ngũ nghịch mà không phỉ bán chánh pháp Kinh cho phép vãng sanh lại có một người chỉ phỉ bán chánh pháp nhưng không có tội ngũ nghịch mà nguyện vãng sanh thì được vãng sanh không? Đáp Chỉ phỉ bán chánh pháp tuy lại không có tội khác nhưng không được vãng sanh. Vì sao nói vậy? Kinh nói người phạm tội ngũ nghịch đọa vào địa ngục đại A Tỳ thọ đủ một kiếp tội nặng. Người phỉ bán chánh pháp đọa vào địa ngục đại a tỳ nếu kiếp này hết lại chuyển đến địa ngục đại a tỳ phương khác xoay vần như thế trải qua trăm nghìn địa ngục đại a tỳ thật không nhớ được thời gian vì tội phỉ bán chánh pháp vô cùng nặng lại nữa chánh pháp tức là phật pháp người ngu si này đã sanh phỉ bán làm sao có lý nguyện sanh về cõi phật giả sử chỉ ham muốn sự an lạc cõi nước kia mà nguyện sanh thì cũng giống như tìm băng không có nước lửa không có khói đâu có lý đó đại sư đàm loan cho rằng điều ức chỉ tức ngăn cấm của bản nguyện trong đại kinh là tạo đủ hai tội ngũ nghịch và bán pháp tức tội phức mà sự nhiếp thủ trong quán kinh chỉ là một tội ngũ nghịch tức là tội đơn, chứ không có bán pháp. Vì không có bán pháp nên còn có duyên Phật, có thể vào con đường của sự cứu độ, hồi tâm niệm Phật, liền được vãng sanh. Nếu phạm đủ tội phức, ngũ nghịch và bán pháp, thì không được vãng sanh. Vì sao vậy? Có hai lý do. Một là tội bán pháp sâu nặng hơn tội ngũ nghịch. Hai là bán pháp, tức là phỉ bán Phật Pháp Hiện tiền đã phỉ bán Phật Pháp, không tin Phật nói, thì không có tâm nguyện sanh, cho nên người bán Pháp không được vãng sanh. Phỉ bán Pháp không được vãng sanh được nói trên có hai lý do. Một là tội nặng, hai là không có lý nguyện sanh. Nhưng chủ yếu nằm ở chỗ không có lý nguyện sanh, nếu hội tâm nguyện sanh thì cũng được vãng sanh. Hai Thuyết chưa tạo, đã tạo của Đại sư Thiện Đạo Trong quán kinh sớ, phần tán thiện nghĩa Hỏi đáp nghịch bán trừ thủ Thiện Đạo Đại sư toàn tập trang 305, 306 nói Hỏi, nếu trong 48 nguyện chỉ trừ ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp ra thì không được vãng sanh. Này quán kinh trong phần hạ phẩm hạ sanh bỏ phỉ bán nhiếp ngũ nghịch có ý gì vậy đáp nghĩa này là cung kính giải thích theo ức chỉ môn như trong 48 nguyện trừ phỉ bán pháp và ngũ nghịch nhưng hai nghiệp này sự chướng ngại của nó rất nặng nếu chúng sanh phạm phải thì vào thẳng địa ngục a tỳ nhiều kiếp đau khổ sợ hãi không thể ra khỏi được nhưng Như Lai sợ chúng sanh tạo hai tội lỗi này Nên mới dùng phương tiện ngăn cấm mà nói Không được vãng sanh cũng không phải là không thâu nhiếp Lại nữa, trong hạ phẩm hạ sanh Nhiếp thủ ngũ nghịch, trừ tội bán pháp Tội ngũ nghịch đã làm, không thể bỏ mặt để cho lưu chuyển Vẫn phát đại bi, nhiếp thủ vãng sanh Nhưng tội phỉ bán pháp chưa làm, lại ngăn cấm nói nếu khởi tâm phỉ bán pháp, tức không được vãng sanh, đây là giải thích lúc chưa tạo nghiệp. Nếu đã tạo rồi, vẫn nhiếp thủ được vãng sanh. Tuy được sanh về cõi nước kia, hoa sen khép lại nhiều kiếp, người tội này lúc ở trong hoa sen có ba loại chướng ngại. Một là không thấy Phật và các thánh chúng, hai là không nghe được chánh pháp, ba là không được trải qua sự cúng dường ngoài những điều này ra không có các khổ khác kinh nói tỳ kheo như thế vào sự an lạc của tam thiền phải biết tuy ở trong hoa nhiều kiếp không nở còn hơn ở trong địa ngục a tỳ thời gian dài nhiều kiếp phải chịu đựng những nỗi đau khổ ý nghĩa này giải thích xong theo ức chỉ môn đoạn văn này của đại sư thiền đạo có bốn ý nghĩa một nhiếp thủ môn nguyện thứ mười tám nói nếu tôi thành phật chúng sanh mười phương chí tâm tinh ưa muốn sanh nước tôi cho đến mười niệm nếu không được vãng sanh thì tôi không thành chánh giác đoạn này thuộc về nhiếp thủ môn hai ức chỉ môn chỉ trừ ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp thuộc về ức chỉ môn ba chưa tạo ngăn cấm phòng ngừa tội nặng sở dĩ ngăn cấm ngũ nghịch phỉ bán pháp vì hai tội này là hai tội nặng nhất trong tất cả tội nếu chúng sanh phạm phải thì vào thẳng địa ngục a tỳ chịu vô lượng khổ trong nhiều kiếp không thể ra khỏi vì thế đức phật vì phòng ngừa chúng sanh tạo hai tội này nên mới dùng phương tiện ngăn cấm, tức ức chỉ. Nói kéo là không được vãng sanh. Đoạn này thuộc chưa tạo thì ngăn cấm. 4. Đã tạo thì nhiếp thủ, vì đại bi cứu khắp. Song bản ý của Di Đà là cứu độ chúng sanh mười phương, bất luận là có tội hay không có tội nói chỉ trừ là một khuyên ngăn hai là khiến cho hồi tâm bởi vậy nếu tạo tội nặng này cũng không nỡ nhìn chúng lưu chuyển mà khiến cho chúng hồi tâm niệm phật để cứu độ chúng giống như căn cơ ở hạ hạ phẩm đã tạo ngũ nghịch không nỡ nhìn chúng lưu chuyển khiến chúng hồi tâm niệm phật mà nhiếp thủ đoạn này thuộc đã tạo thì nhiếp thủ có thể biết chỉ trừ chính là ức chỉ tức ngăn cấm ức chỉ chính là nhiếp thủ chẳng phải trừ thật chẳng phải trừ vĩnh viễn hoặc nhiếp thủ hoặc ức chỉ cả hai môn này đều thể hiện rõ bi nguyện độ sanh của phật a di đà ba thuyết đã hồi tâm chưa hồi tâm đoạn trước đại sư đàm loan cho rằng ngũ nghịch được vãng sanh, phỉ bán không được vãng sanh. Đây là nói theo phương diện chưa hội tâm. Nếu hội tâm thì tuy từng có phỉ bán nhưng cũng được vãng sanh. Cho nên vãng sanh luận chú, chương quán hạnh thể tướng, văn giải thích công đức khổ nghiệp vãng sanh luận chú trang 97 nói Chúng sanh vì kiêu mạng, phỉ bán chánh pháp, chê bai hiền thánh khinh miệt bậc tôn trưởng tôn là vua cha thầy trưởng là người có đức và bậc đàn anh những người như thế phải chịu nỗi khổ bị kéo lưỡi nỗi khổ bị câm nỗi khổ lời dạy không lan tỏa nỗi khổ không có danh tiếng những chúng sanh chịu các nỗi khổ như thế nghe được danh hiệu chí đức và âm thanh thuyết pháp của như lai di đà những loại khẩu nghiệp trói buộc như trên thảy đều được giải thoát vào nhà như lai rốt cuộc được khẩu nghiệp bình đẳng về thuyết này thì tư tưởng của đàm loan và thiện đạo giống nhau trong quán kinh sớ phần huyền nghĩa tứ bất thọ hóa thiền đạo đại sư toàn tập trang ba mươi Đại sư Thiện Đạo nói Bán pháp và vô tính, bác nạn và phi nhân, những người này không nhận được sự cứu độ. Đây là rừng mục nát, đá cứng, không thể sanh trưởng thấm nhuần. Những chúng sanh này nhất định sẽ không nhận được sự cứu độ. Đây là lời giải thích người phỉ bán pháp, chưa hồi tâm, là căn cơ không nhận được sự hóa độ, không được vãng sanh nếu có thể hồi tâm thì bất cứ tội gì cũng đều được vãng sanh. Như Pháp sự tán, phần nghịch bán vãng sanh, Thiện đạo Đại sư Toàn tập trang 383 nói, Nhờ nguyện lực Phật, người phạm tội ngũ nghịch thập ác, tội diệt được vãng sanh, kẻ phỉ bán pháp, xiển đề, hồi tâm cũng đều được vãng sanh. Bác Chu Tán, Thiện Đạo Đại Sư Toàn Tập trang 547-589 nói Bán Pháp diễn đề hành thập ác, hồi tâm niệm Phật tội tiêu trừ, kiếm bén tức là hiệu di đà, một tiếng xưng niệm tội liền tiêu. 4. Kinh chứng về bán Pháp hồi tâm được vãng sanh Kinh Quán Phật nói các phàm phu và bốn bộ đệ tử phỉ bán kinh phương đẳng tạo tội ngũ nghịch những người như thế nếu có thể chí tâm một ngày một đêm buộc niệm ở trước quán một tướng hảo của phật như lai thì các tội chướng ác thảy đều diệt hết kinh lục ba la mật nói hoặc lại có hữu tình tạo các nghiệp ác tứ trọng bát trọng năm tội vô dáng Phỉ bán kinh phương đẳng, nhất diễn đề, các loại tội nặng khiến được tiêu diệt, mau chóng giải thoát, đúng ngộ niết bàn, nên vì họ nói các đà la ni tạng. Ứng quan đại sư Văn Sao ghi: Nếu trước đây phỉ bán pháp, rồi sau này hối cải thì được vãng sanh, thí như bệnh khỏi tức là người khỏe, quy hàng tức là thuận theo làm người dân nếu nói người phỉ bán pháp sau đó hối cải cũng không được vãng sanh lại hoàn toàn mất đi chuẩn tắc tu trì năm người cực ác niệm phật biến gạch vụng thành vàng có câu ngũ nghịch bán pháp xiển đề hồi tâm đều được vãng sanh ba loại căn cơ này là ba căn cơ khó hóa độ ba bệnh khó chữa trị như Kinh Niết Bàn nói, đời có ba hạng người, bệnh rất khó chữa trị. Một là phỉ bán đại thừa, hai là tội ngũ nghịch, ba là nhất xiển đề. Ba căn bệnh này là bệnh nặng nhất trong đời. Hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát không thể chữa trị được. Ba căn cơ khó hóa độ, ba bệnh khó trị này, nếu quy mạng di đà Niệm Phật nguyện sanh thì Di Đà Đại Bi không nở thấy mà bỏ đi, dùng sức bản nguyện ngài để nhiếp thủ được vãng sanh. Trong ngũ hội Pháp sự tán, Đại sư Pháp Chiếu nói, bất kể phá giới gốc tội sâu, chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều khiến cho gạch vụng biến thành vàng. Nguyên tính Thượng Nhân cũng nói, người ác cực nặng không có phương tiện khác, chỉ xưng di đà được sanh cực lạc năm bài thi kệ bài một nhược nhân tạo đa tội ưng đọa địa ngục trung tài văn chi đà danh mảnh hỏa vi thanh lương nghĩa là nếu người tạo nhiều tội phải đọa vào địa ngục mới nghe di đà danh lửa giữ thành mát mẻ. Bài 2 Mạc nghi túc nghiệp trọng, thập niệm công đức kinh, vạn niên hữu ám thất, nhật chiếu đương thời minh. Nghĩa là đừng nghi túc nghiệp nặng, công đức mười niệm nhẹ, muôn năm căn phòng tối, mặt trời chiếu sáng ngay. Bài 3 a di đà phật nguyện vô biên phổ nhiếp phàm ngu đốn thả viên ác nghịch hồi tâm tài thập niệm hỏa xa hóa tác tử kim liên nghĩa là phật a di đà nguyện vô biên nhiếp khắp phàm ngu đốn và viên ác nghịch hồi tâm vừa mười niệm xe lửa hóa thành đóa hoa sen bài bốn ngu nhân vô quý tạo đa ác lâm tử năng xưng bỉ phật danh tam thánh hốt nhiên tùy niệm chí úy ngôn tội diệt ngã lai nghinh nghĩa là người ngu không thẹn tạo nhiều ác sắp chết có thể xưng phật danh tam thánh bỗng nhiên theo niệm đến an ủi tội diệt tôi đến nghinh Bài 5 Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh Nghịch ác quy tâm giả lai nghinh Phi thị hỗn lạm vô giảng trạch Lân bỉ thị Phật thượng vị thành Nghĩa là 48 nguyện độ chúng sanh Nghịch ác hồi tâm cũng đến nghinh Chẳng phải hỗn tạp không chọn lựa thương họ là Phật vẫn chưa thành. Quả thật bài này khiến người ta cảm kích rơi lệ. 6. Hai môn nhiếp ức, bi trí song vận. Hai môn nhiếp ức, nhiếp là nhiếp thủ, cứu độ, ức là ngăn cấm, không cứu. Hai môn nhiếp ức, tức là hai môn cứu độ và không cứu độ. Bi trí song vận bi là từ bi trí là trí tuệ bi trí song vận tức là vận dụng cả từ bi và trí tuệ như vậy đại kinh nói chỉ trừ có nghĩa là ức chỉ quán kinh nói cứu độ có nghĩa là nhiếp thủ đây gọi là hai môn nhiếp và ức chưa tạo thì ức chỉ tức cấm chỉ đã tạo thì nhiếp thủ nhiếp và ức là hai phương pháp cứu độ chúng sanh theo nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, gọi đó là bi trí song vận. Lại nữa, nhân nguyện của nguyện thứ 18 có phương tiện ức chỉ, tức là văn chỉ trừ ngũ nghịch. Quả thượng của hạ phẩm hạ sanh cũng có phương tiện ức chỉ, tức là văn hoa khép 12 đại kiếp sự vận dụng của bi lẫn trí của di đà vừa muốn người ác hồi tâm lại vừa không dung túng phạm tội cho nên trong nhiếp thủ có ức chỉ trong ức chỉ có nhiếp thủ từng tầng phương tiện như thế đều thể hiện rõ hai môn nhiếp thủ và ức chỉ của di đà vận dụng cả bi lẫn trí chúng sanh mười phương bất kể là thiện hay ác nặng hay nhẹ đều nằm trong tấm lưới lớn của bản nguyện di đà không để lọt sót chỉ cần hồi tâm nguyện sanh xưng danh không ai không vãng sanh khiến chìm được nổi khiến đọa được thăng nghịch sẽ không nghịch bán sẽ không bán cải ác hướng thiện bỏ tà về chánh đoạn hoặc chứng chân nhập thánh đắc quả chính là mục đích của phật giáo cũng là tâm đại từ đại bi của phật cứu độ và ban vui và đây chính là bản nguyện của phật a di đà nếu đã phạm ngũ nghịch phỉ bán thì vĩnh viễn bỏ đi không cứu hoặc không có sức cứu độ thì tâm lực phật lực vẫn chưa viên mãn tội nặng tiêu diệt nghịch bán được sanh hiện rõ di đà phật tâm phật lực tròn đầy không thiếu triệt để không sót làm thiện và ác khổ vui ở tâm thăng lên chìm xuống tịnh uế do phật nguyện phật khó lường lực phật khó suy ngũ nghịch vẫn ngồi đài sen vàng khi ánh sáng phá tan bóng tối bóng tối nào lưu lại trong căn nhà mười niệm cũng sanh cõi cực lạc gió thổi mây tan mây nào động lại trên bầu trời hai la mã tổng quát chỉ trừ có bốn ý lớn một trình bày ức chỉ nhiếp thủ hai trình bày căn cơ chúng sanh ba trình bày không để sót một ai bốn trình bày cấm ác khuyên thiện một trình bày ức chỉ nhiếp thủ đại sư đàm loan dựa theo thuyết đơn phức giải thích Tội ngũ nghịch được vãng sanh, ngũ nghịch phỉ bán không được vãng sanh. Một là vì tội nặng, hai là không có lý nguyện sanh, nếu có thể hồi tâm cũng được vãng sanh. Đại sư Thiện đạo căn cứ vào thuyết đã tạo chưa tạo, hai môn ức chỉ và nhiếp thủ giải thích rằng nghịch bán tội nặng, ức chỉ chưa tạo, nhiếp thủ đã tạo cho thấy rõ chỉ trừ chỉ nằm ở chỗ ngăn cấm chứ không phải thực sự trừ bỏ cho nên biết ý nghĩa chân chính của ức chỉ là nằm ở chỗ nhiếp thủ để độ tất cả chúng sanh thiện ác phật di đà vận dụng cả từ bi lẫn trí tuệ dùng chỉ trừ để làm thành thục căn cơ ngũ nghịch phỉ bán khiến họ biết ngũ nghịch phỉ bán là tội cực nặng khiến họ phát khởi sự sám hối sâu sắc Hồi tâm niệm Phật được cứu độ. Cũng biết ức chỉ và nhiếp thủ đều có quan hệ với nhau, có thể biết hai môn ức chỉ môn và nhiếp thủ môn có tính liên quan liên đới nhau, nếu không có ức chỉ thì không thể đạt được hiệu quả của nhiếp thủ. Ức ừ chỉ là tác dụng của nhiếp thủ, là toàn bộ nhiếp thủ khéo léo nói ức chỉ. Nhiếp thủ dựa vào công năng của ức chỉ khiến cho hàng ngũ nghịch phỉ bán chìm trong biển sâu rốt cuộc được nhiếp thủ ức chỉ môn tội chưa tạo tội nhỏ cũng răng chừa nói theo ức chỉ là chỉ trừ không được làm bậy cẩn thận ba nghiệp nhiếp thủ môn tội đã tạo ngũ nghịch phỉ bán cũng được diệt trừ nói theo nhiếp thủ là đều vãng sanh phải biết xưng danh mà sám hối Pháp Nhiên Thượng Nhân Pháp Nhiên Thượng Nhân Toàn Tập trang 284-295 nói Người nguyện sanh Tây Phương trong mười phương là chỗ vãng sanh của chúng sanh thập ác ngũ nghịch Quay về với Di Đà trong các chư Phật Cho đến ba niệm năm niệm Đích thân Di Đà đến trước Nếu người tạo ngũ nghịch Được nghe tên sáu chữ Xe lửa tự nhiên đi đài sen liền đến trước nếu có các nghiệp chướng không nhân sanh tịnh độ nhờ nguyện lực di đà được sanh cõi cực lạc hai trình bày căn cơ chúng sanh văn ức chỉ cũng nói rõ thuộc tính của chúng sanh mười phương tuy nguyện văn nói chúng sanh mười phương chưa nói rõ phàm thánh thiện ác bởi vì có nói chỉ trừ ngũ nghịch, cho nên biết trong chúng sanh mười phương, lấy phàm phu làm gốc, thánh phàm đối nhau. Hẳn phàm phu tạo tội, cần được cứu độ, thánh nhân không tạo tội, không cần cứu độ. Cho nên trong Quán Kinh Sớ, Phần Huyền Nghĩa, Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập Trang 44, Đại sư Thiện Đạo nói Xác định vì phàm phu, không phải vì thánh nhân. Trong Phạm Phu có nhiều loại thiện ác lớn nhỏ Nhưng lấy người ác làm đầu Thiện ác đối nhau Người thiện còn được có duyên đắc độ Chỉ có người cực ác không có phương tiện khác Nếu không được Phật cứu độ Thì sẽ đọa thẳng A Tỳ Quán Kinh Sớ Phần Huyền Nghĩa Thiện Đạo Đại Sư Toàn Tập Trang 38 nói Chư Phật trũ lòng đại bi với người đau khổ Tâm đặc biệt thương xót nghĩ đến chúng sanh chìm đắm, vì thế khuyên quay về với tịnh độ, cũng như người đuối nước, cần phải cứu gấp người trên bờ cần gì phải cứu. Có thể biết rằng, chúng sanh mười phương phàm phu là gốc, người ác đứng đầu. Mọi người đều là phàm phu, bị nghiệp lôi kéo nên khó tránh khỏi tạo ác, làm ác chịu khổ. Nếu xem văn này như gặp người thân, cảm thấy vô cùng thân thiết, cảm động rơi lệ. Có thể ra khỏi lửa giữ địa ngục mà có thể thành Phật. Cũng biết, trong các đức Phật, chỉ có Di Đà, Đại Từ Đại Bi, cứu khổ ban vui, cứu độ căng cơ ác. Ngu ác như tôi, nếu không có bản nguyện, có thể tu tập Pháp gì được? Nhất định sẽ đọa vô gián, lúc nào mới mong ra khỏi được. Đại sư Đàm Loan nói, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp, cho nên con đảnh lễ nguyện vãng sanh. Tán A-di-đà Phật kệ. 3. Trình bày không để sót một ai. Nói, kẻ hạ căn nhiếp bậc thượng căn nêu kẻ ác nhiếp người thiện, chúng sanh mười phương không để sót một ai. Bất luận người nào cũng đều được vãng sanh, vì đây để khởi phát tính tâm của chúng sanh. Có thể biết, ức chỉ môn chỉ thiết lập nguyện thứ 18, ý làm sáng tỏ đại bi, Phật thương xót căn cơ ác, đồng thời chỉ ra tánh phổ biến và tánh quyết định của bản nguyện, không để sót một ai, không một ai không được vãng sanh. Vì thế, khởi phát tính tâm của tất cả mọi người quyết định tính tâm, quyết định vãng sanh. Trong Pháp Sự Tán, Nghịch Bán Vãng Sanh, Thiện Đạo Đại Sư Toàn Tập, trang 383, Đại Sư Thiện Đạo nói Nhờ nguyện lực Phật, người phạm tội ngũ nghịch thập ác, tội diệt được vãng sanh, kẻ phỉ bán Pháp, xiển đề hồi tâm đều được vãng sanh. Trong Bác Chu Tán, Thiện Đạo Đại Sư Toàn Tập, trang 589, 547, Đại sư Thiện Đạo nói bán pháp xiển đề hành thập ác, hồi tâm niệm Phật tội tiêu trừ, kiếm bén tức là hiệu di đà, một tiếng xưng niệm tội liền tiêu. Trong quán niệm pháp môn, văn tạo tội hồi tâm, thiện đạo đại sư toàn tập trang 360, đại sư thiện đạo nói, tất cả phàm phu tạo tội, chỉ hồi tâm niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh tịnh độ, trên suốt 100 năm dưới đến 7 ngày, một ngày, 10 tiếng, 3 tiếng, một tiếng, lúc mạng sắp hết, Phật và Thánh chúng tự đến Nginh tiếp liền được vãng sanh. Trong quán kinh, văn bất kể tội phước, thiện đạo đại sư toàn tập trang 250, đại sư thiện đạo nói, Tất cả phàm phu, bất kể tội phước nhiều ít, thời gian xa gần nhưng có thể trên suốt một trăm năm Dưới đến một ngày, bảy ngày Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Di-đà Thì nhất định được vãng sanh Không nên nghi ngờ Trong vãng sanh lễ tán văn niệm Phật nhất định vãng sanh Thiện đạo Đại sư Toàn Tập trang 540 Đại sư Thiện đạo nói Nếu có chúng sanh xưng niệm Phật A-di-đà hoặc 7 ngày đến một ngày dưới đến 10 tiếng cho đến một tiếng một niệm thì nhất định được vãng sanh trong quán niệm pháp môn văn huấn gì thánh nhân thiện đạo đại sư toàn tập trang 360 đại sư thiện đạo nói tất cả phàm phu tội ác còn được diệt tội chứng đắc vãng sanh huống gì bậc thánh nhân nguyện sanh mà lại không được vãng sanh sao trong pháp sự tán, văn thiện ác đều vãng sanh. Thiện đạo đại sư toàn tập trang 383, đại sư Thiện đạo nói: Trời người thiện ác đều được vãng sanh, đến cõi kia không khác đều đồng bất thoái. Trong Di Đà Sớ, đại sư Liên trì nói: Người ác niệm Phật còn được vãng sanh, huống gì người ác chưa chắc ác bằng trương thiện hòa súc sanh niệm Phật còn được vãng sanh, huống gì loài thông minh được mệnh danh là nhân loại. 4. Trình bày cấm ác khuyên thiện. Chư Phật ra đời đều khuyên không làm những điều ác, hãy làm các việc thiện. Bản nguyện cũng nói, chỉ trừ ngũ nghịch, đại kinh quyển hạ càng mở rộng ý nghĩa chỉ trừ ngũ nghịch mà rộng khuyên rằng ngũ thiện, ngũ ác. Có thể biết Đức Di Đà tha thiết mong muốn người niệm Phật làm tròn đạo nghĩa, ngăn ngừa việc ác, thành kính chân thật, tuân thủ pháp luật, làm người dân tốt, giống như trong Tông Phong 2 đạo sử thế của Tục đế. Chẳng hạn như ngăn cấm tức ức chỉ, giết cha, giết mẹ, tức là khuyên cố gắng hiếu thuận mà hiếu là nền tảng của trăm hạnh, muôn điều luân lý, tất cả hạnh lành thảy đều phát khởi từ sự hiếu thuận, có câu gần gũi người thân mà tiến đến nhân từ với mọi người, nhân từ với mọi người mà tiến đến thương yêu loài vật. Phật thích chánh và thiện mà thương tà và ác như cha mẹ đối với con, tuy nhìn bình đẳng song đặc biệt thương xót đứa con tàn tật. Phật A Di Đà cũng vậy, thích người làm thiện, không thích người làm ác. Tuy thiện ác đều độ, nhưng thấy người thiện thì vui vẻ, thấy người ác thì sầu thương. Bởi vậy nên làm người thiện suốt đời niệm Phật. Pháp ngữ của Pháp Nhiên Thượng Nhân, Pháp Nhiên Thượng Nhân toàn tập trang 285, 594, 595, chép. Tinh tội tuy thập ác ngũ nghịch cũng được vãng sanh nhưng không phạm tội nhỏ người có tội còn được vãng sanh huống gì người thiện tin hạnh tuy một niệm mười niệm còn không vô ích nhưng phải tu không ngừng nghỉ một niệm còn vãng sanh huống gì nhiều niệm phật tuy không bỏ người ác song người thích tạo ác không phải là đệ tử phật như cha mẹ đối với con cái thể đều từ bi thương yêu bình đẳng mà trong những đứa con đó có đứa thiện có đứa ác tuy từ bi thương yêu bình đẳng song đối với đứa con làm ác thì phải trợn mắt trách phạt để răng đe nghe được lòng từ bi của phật rộng lớn mà lại muốn tạo tội thì cũng bị bỏ sót trong lòng từ bi của phật nếu biết bản nguyện người ác không bỏ thì đối với cái thấy biết của phật càng cảm thấy bản thân thật đáng thương, đáng xấu hổ. Nếu cho rằng có lòng thương yêu của cha mẹ mà làm việc ác trước mặt cha mẹ thì cha mẹ có vui không? Tùy không buông bỏ mà than trách, tùy thương yêu mà chạnh lòng, Phật cũng như vậy.